Nhắc đến Đông Triều, ta không chỉ tự hào về các di tích nhà Trần, về truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất với vùng đệ tứ chiến khu anh hùng năm xưa, mà còn tự hào bởi những thành tựu nổi bật về mọi mặt trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó phải kể đến sự khởi sắc của ngành giáo dục đào tạo. Được sự quan tâm thỏa đáng của cấp ủy, đảng bộ và chính quyền địa phương, giáo dục Đông Triều từng bước ổn định, phát triển vững chắc, tạo những bước đột phá mạnh mẽ đi lên, trở thành đơn vị điển hình, liên tục giành được danh hiệu lá cờ đầu của giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt hơn nữa, khi Đông Triều đón nhận luồng gió mới, phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, thì diện mạo các trường học trong toàn huyện đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, rõ nét. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược bền vững nhằm tạo ra một bước đột phá vững chắc trên quy mô toàn huyện về trường học thân thiện, học sinh tích cực. Dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều đã triển khai thực hiện 5 tiêu chí của phong trào bằng những hình thức linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, như đề tài toàn huyện thực hiện mô hình trường học nông thôn mới, xanh, sạch đẹp và an toàn. Với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội. Đề án kiên cố hóa trường lớp học gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đề tài tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học. Chương trình mỗi cơ sở trường học gắn với một di tích lịch sử địa phương. Chương trình dạy và học sử địa phương. Mùa hè cho những ước mơ trẻ thơ. Chương trình cùng hướng về trường học Việt Nam mới với các tiêu chí nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và rèn luyện các kỹ năng sống tích cực. Bám sát vào những tiêu chí mà Bộ Giáo dục đưa ra, Phòng Giáo dục đã thành lập ban chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của huyện trong việc tư vấn, tham mưu, ban hành hệ thống văn bản của huyện, liên ngành nhằm tạo ra hành lang pháp lý để 80 trên 80 trường trong huyện có cơ sở để huy động mọi lực lượng xã hội tham gia phong trào. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo cụ thể triển khai xuống các đơn vị trường học với những giải pháp thiết thực. Thực hiện nhiều buổi tư vấn cho hiệu trưởng các nhà trường trong việc lựa chọn, ưu tiên những nội dung phù hợp để thực hiện trong từng năm học. Trong quy hoạch thiết kế mô hình, trong lựa chọn các đối tác tư vấn, thi công cung cấp thiết bị, nguyên liệu, cây xanh đảm bảo chất lượng hiệu quả. Ngoài ra, còn tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhằm làm thay đổi nhận thức và tạo ra sự vào cuộc đồng bộ toàn xã hội. Để phong trào nhanh chóng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, Phòng Giáo dục đã tích cực chỉ đạo các hoạt động xây dựng mô hình điểm. Từ những tiêu chí mà Bộ Giáo dục đưa ra, Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường cụ thể hóa riêng từng tiêu chí, gắn chặt với tình hình cụ thể từng trường lựa chọn và ưu tiên những tiêu chí nằm trong thế mạnh để thực hiện từng bước. Bao chiều mến như ngôi nhà của em, ngôi trường thân thiện yêu thương. Bạn bè với thầy cô tháng ngày quây quần bên ngôi nhà chung. Mỗi ngày đến lớp là một ngày thật vui.
ước vọng mở ra từ trang sách. Thầy cô như mẹ cha tháng ngày ra sự đàn con thơ ngây mau lớn khôn. Yêu sao ngôi trường em mời ông đồ ra đi, chung lời hát tiếng cười chung những niềm khát vọng, thi đua học tập trang mai xuân là cho muôn. Từ mô hình từng điểm tiêu chí, tổ chức tham quan, học hỏi cách làm hay mà nhân rộng phong trào, thúc đẩy thi đua, tiến tới xây dựng mô hình điểm toàn diện. Trong 5 năm thực hiện phong trào, với nguồn kinh phí được đầu tư là trên 200 tỷ đồng được sử dụng một cách hiệu quả. Công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực để xây dựng trường xanh sạch đẹp cũng được đẩy mạnh. Một điều mà không thể không kể đến là 5 năm qua đã có 28 trường được xây mới, trong đó có 19 trường được di chuyển đến địa điểm mới, các trường còn lại đã được mở rộng diện tích đất. Như vậy, Đông Triều có 100% trường học đạt và vượt yêu cầu về diện tích theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia và phát triển lâu dài. Với sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, của phụ huynh học sinh về tài chính, tư vấn, thi công, v.v. Những hạng mục công trình phù hợp với tiêu chí đặt ra được từng bước hoàn thiện, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Tất cả góp sức tạo sức mạnh tổng lực toàn xã hội làm nên thành công cho phong trào. Song song với tổ chức thực hiện, Phòng Giáo dục Đông Triều mạnh dạn đưa nội dung này thành một tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm cho các nhà trường. Kết hợp nhiều hình thức kiểm tra đánh giá các trường đạt từng tiêu chí của phong trào trong từng kỳ, từng năm học để tổng kết biểu dương khen thưởng những đơn vị điển hình. Giải pháp này được tiến hành thường xuyên, có phối hợp tham gia đồng bộ của nhiều đối tượng và lực lượng trong và ngoài nhà trường. Trong 5 năm qua, hầu hết các đơn vị trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện tùy theo điều kiện thực tiễn đã tích cực chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả đề tài trường học xanh, sạch đẹp, an toàn. Tiến đến thành công phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đặc biệt là mô hình trường học nông thôn mới, đô thị mới. Nhờ có thực sự vào cuộc trực tiếp của toàn xã hội, đến nay phong trào đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đã có 65 trên 80 trường đạt các tiêu chí trường học xanh, sạch đẹp, an toàn. Đến đâu cũng bắt gặp môi trường học tập xanh với hệ thống cây xanh đa tầng, tán lớn, bóng mát nhiều, đồi cỏ, non bộ, tiểu cảnh, đài nước trong khuôn viên được bố trí hài hòa, phủ xanh diện tích nhà trường từ 60 đến 80%. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sân chơi bãi tập được quy hoạch hết sức khoa học. Tượng đài các danh nhân đất Việt cùng thư viện xanh và hệ thống pano giới thiệu về lịch sử địa phương thuận tiện cho việc đọc sách, tìm hiểu, tra cứu thông tin cho học sinh. Nội quy biểu bảng áp phích thể hiện nếp sống văn minh, giáo dục truyền thống, trò chơi dân gian được trang trí và trưng bày ở trong khuôn viên trường, góp phần tăng hiệu quả tuyên truyền giáo dục. Ngoài ra, tiêu chí an toàn cũng được cụ thể bằng các yêu cầu và quy định như tuyên truyền giáo dục học sinh không chơi những trò chơi bạo lực gây nguy hiểm, tăng cường tuyên truyền phòng chống ngộ độc thức ăn, nước uống, chống đuối nước, lồng ghép vào tuyên truyền luật giao thông đường bộ nhằm tránh tai nạn giao thông, trang bị bàn ghế, ánh sáng đầy đủ phù hợp với lứa tuổi học sinh nhằm giảm thiểu bệnh cong vẹo cột sống và các bệnh về mắt. Nhờ thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, tính đến năm học 2012-2013, 50 trên 80 trường được công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đây cũng là một trong những điều kiện để giáo dục Đông Triều có được 51 trường chuẩn quốc gia, số trường đạt chuẩn quốc gia nhiều nhất trong toàn tỉnh. Đẹp như công viên, sạch như bệnh viện, trường học ở Đông Triều thực sự vừa là nơi nghỉ ngơi thư giãn, vừa là nơi tổ chức hoạt động và học tập cho trẻ và trở thành một giáo cụ trực thể tuyệt vời, giúp giáo viên cụ thể hóa các kiến thức cho trẻ, làm quen với môi trường xung quanh để có các kỹ năng sống tích cực, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp, lối sống văn minh cho thế hệ trẻ ngay từ ghế nhà trường.